Theo Viện Pasteur Nha Trang, Phú Yên có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết đứng thứ hai khu vực miền Trung. Các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao là các huyện Đông Hòa, Phú Hòa, Sông Hinh và thành phố Tuy Hòa. Ngành Y tế Phú Yên cho biết đã xử lý trên 50 ổ dịch sốt xuất huyết bằng các biện pháp tổng vệ sinh, diệt bọ gậy và phun hóa chất. Tuy nhiên, bệnh sốt xuất huyết và ổ dịch có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát trong thời gian tới. Do thời tiết mưa nắng bất thường tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi nảy nở, trong khi đó thì công tác diệt bọ gậy chưa được thường xuyên và không mang lại hiệu quả. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe chưa được tổ chức sâu rộng, ý thức tự phòng bệnh của người dân chưa cao nên dịch bệnh càng dễ lây lan.